hạnh phúc ngắn à. Okay. Anh nói vài ngày em coi các hộ anh cái lát mà cái màn hình nhé. Như các bạn vừa thấy, mình vừa set up xong cái bàn làm việc của mình đây. Bạn thấy, ta-da. À, thì chúng ta cùng đi xem qua coi thử bàn làm việc của mình có những gì nhé. Đầu tiên, đó chính là con MacBook Pro 15 inch 2019 với cấu hình là Core i7 16GB RAM và 256GB SSD. Đây cũng là lần đầu tiên mình sử dụng hệ điều hành macOS. Sau khoảng một thời gian dài mình đã sử dụng quen với hệ điều hành Windows rồi, thì cái việc chuyển qua sàn như vậy nó cũng gây khá nhiều bất tiện cho mình, cũng như là sung sướng khi mà mình chuyển từ Windows sang macOS đấy. Mình cũng sẽ có một cái clip chia sẻ về cái việc mà mình chuyển đổi hệ điều hành nó gây những cái gì cho mình, thì các bạn nhớ đón xem nhé. Thứ hai, đó chính là set combo chuột và phím full lên. Mình đã sử dụng nó hơn một năm qua rồi, nó vẫn khá là ổn định nên mình cũng chưa có nhu cầu đổi nó, mình sẽ quyết định sử dụng nó lại luôn. Nhưng mà đáng tiếc là nó sử dụng USB Type-A, còn MacBook thì 4 cộng với BTC. Thì mình sẽ sử dụng cái gì? Đây, sẽ giải quyết được vấn đề của các bạn. Đây, một cái hub chuyển đổi từ Type-C ra Type-A thì nó sẽ ra được 3 cổng USB A 2.0 và một cổng kết nối dây internet luôn, một cổng kết nối dây LAN. Khá là tiện lợi. Cho nhu cầu của mình không cao nên mình chỉ sử dụng chuột và bàn phím thôi, nên mình sẽ lấy cái này. Còn nó có rất là nhiều mẫu nữa, như là ra được USB 3.0 chẳng hạn. Thì mình cũng sẽ để link tham khảo các hub này ở dưới cho các bạn nếu mà các bạn có nhu cầu. Wow. Đây là con Canon 700D, dụng cụ tác nghiệp của mình. Mình có thể sử dụng con này để quay phim và chụp hình được luôn. Nó rất là tiện, mặc dù quay phim nó hơi nóng tí thôi. Nó cũng đã theo mình được 2 năm rồi. Rồi vẫn ngon. Tất nhiên khi làm việc thì ai cũng có căng thẳng hết. Và phía bên kia đó chính là dụng cụ để mình giải tỏa căng thẳng, đó chính là chiếc Nintendo Switch. Lý do mà tại sao mình lại lựa chọn con Switch thay vì con PS4 hay là Xbox One thì nó rất là tiện khi mà mình có thể vừa cắm vào dock mình lên màn hình lớn mình chơi, hoặc là mình chỉ việc tháo nó ra, gắn hai cái Joy-Con vào rồi mình đem đi ra ngoài chơi đâu, như mình ngồi cà phê này chẳng hạn, cái kiểu rất là tốt, rất là tiện luôn. Và mình cũng mới tậu thêm con Pro Controller nữa. Mình cũng sẽ làm một cái video về nó luôn, các bạn nhớ đón xem nhé. Và cuối cùng, đó chính là chiếc màn hình đeo mà mình đã xu của ông Phúc. Thì đây là một chiếc màn hình có cái cổng kết nối tương đối hơi cũ một tí. Giống như các bạn có thấy ở video trước thì anh Phúc sẽ sử dụng một cái đầu chuyển từ DVI sang HDMI và sử dụng một cáp Type-C sang HDMI để có thể kết nối lại được màn hình. Mình cũng xin giới thiệu qua với các bạn, đó chính là cổng cáp của MoMax. Đây, cáp của MoMax từ Type-C sang HDMI. Thì cổng cáp này có thể hỗ trợ xuất màn hình lên tới 4K rồi. Wow, khá là ghê đấy. Ngoài ra thì màn hình cũng có hỗ trợ thêm một cổng VGA nữa, nhưng mà con Switch của mình là sử dụng HDMI, thành ra mình sẽ có thêm một cái đầu chuyển nữa, là đầu chuyển từ VGA sang HDMI, để mình có thể sử dụng cùng lúc một chiếc laptop và một chiếc Nintendo Switch ở đây để chụp cái màn hình luôn. Khá là tiện đúng không? Và đó là những gì có trên bàn làm việc của mình. Thì tổng thiệt hại của cái bàn này đâu đó khoảng gần $3,000.
các bạn thấy như thế nào về nó. Hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Và những sản phẩm mà mình có nhắc tên ở phía trong video này mình cũng sẽ để link ở phía dưới cho các bạn tham khảo luôn. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên like và share, kèm theo đó là nhấn subscribe và nút chuông thông báo để đón chờ video tiếp theo nhé. Chào mọi người.